Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Bóng đá ngoài những kỹ thuật, tốc độ, khả năng quan sát, đọc tình huống tinh tường thì cũng cần thêm yếu tố may mắn. Và dĩ nhiên, nếu thần may mắn không ủng hộ bạn mà ngược lại, vận đen còn đeo đuổi bạn trong một trận đấu thì ngày hôm ấy xem như bỏ đi rồi. Sau đây hãy cùng chúng tôi cười ra nước mắt với những cầu thủ có một ngày đá bóng đen hơn chữ đen ấy. Alvaro Morata đã có trận đấu vô cùng đen đuổi khi lập hat-trick việt vị. Phút 15, Alvaro Morata vượt qua thủ môn Neto rồi sút tung lưới Barca chỉ một phút sau khi Ousmane Dembele mở tỷ số trước Juventus. Bàn thắng bị từ chối vì Alvaro Morata đã việt vị khi đón đường chuyền của Juan Cuadrado. Phút 30, Alvaro Morata lại sút tung lưới Barca sau đường căng ngang của Juan Cuadrado. Bàn thắng bị từ chối khi Alvaro Morata đã di chuyển sớm và rơi vào thế việt vị. Alvaro Morata hoàn tất cú hat-trick việt vị ở phút 54. Kịch bản lặp lại, Alvaro Morata rơi vào thế việt vị khi đón đường chuyền của Juan Cuadrado. Kepa Arrizabalaga đã trở thành trò cười trên mạng xã hội sau bàn phản lưới nhà ở trận hòa 4 đều trước Ajax tại Champions League mùa 2019-2020. Khi ấy, bóng đi dội cột trước khi đập vào mặt của thủ thành Chelsea bay vào lưới. Company đã trở thành tội đồ với pha đốt lưới nhà khó tin. Từ một quả căng ngang không mấy nguy hiểm bên cánh phải của Fulham, cầu thủ của Man City phá bóng không tốt, đưa bóng lăn qua mu bàn chân và xoáy ngược về phía góc xa khung thành, khiến Zohar hoàn toàn bị bất ngờ. Trong tình huống này, Bernardo Silva làm mọi công việc khó nhất. Anh chàng xoay sở khéo để loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ Chelsea trước khi căng ngang cho Aguero. Thế nhưng tiền đạo Argentina lại phụ sự kỳ vọng của đồng đội. Anh tỏ ra bị động, kỹ thuật dứt điểm cũng không hề tốt. Quả bóng đi ra ngoài trong nỗi tiếc nuối vô bờ bến của cổ động viên Man City. Tình huống bỏ lỡ khó tin của Aguero khiến ông thầy Pep Guardiola đập đầu xuống sân tiếc nuối. Cầu thủ của đội Montpellier trong tình huống này đã bị phá bóng trúng mặt và bật về phía khung thành đội nhà. Nhưng đây là tình huống khó có thể trách Daniel Congre vì bóng lao tới đầy bất ngờ. Phút 90 với Newcastle, như để gia tăng cảm xúc cho trận thua, Phil Jones thực hiện một cú đánh đầu đưa bóng vào lưới của đội nhà. Tình huống đó giống như anh đang cố gắng ghi bàn, chứ không phải là một pha phòng ngự lỗi. Cristiano Ronaldo từng bị trọng tài từ chối một bàn thắng đẹp trong màu áo Bồ Đào Nha, dù bóng đã qua vạch vôi khá rõ. Đó là tình huống ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Azerbaijan ở chiến dịch vòng loại World Cup tháng 10 năm 2006. Phút 90+3 trận đấu giữa Man United và West Ham ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, khi tỷ số đang là 1 đều, Luke Shaw đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, tổ va tư vấn phạt đền cho West Ham. Huấn luyện viên David Moyes đã đưa ra quyết định bất ngờ khi tung tiền vệ lão tướng Matt Noble vào sân để thực hiện quả 11m. Thế nhưng trên chấm penalty, cú sút của Noble đã không chiến thắng được thủ thành David De Gea, khiến West Ham chấp nhận thất bại 1-2 trước MU ngay trên sân nhà. Man United được hưởng phạt đền, Rooney như thường lệ thực hiện quả đá phạt. Đây có lẽ là cú sút phạt đền vô duyên nhất của Rooney. Tiền vệ Raheem Sterling từng khiến Manchester City bị Burnley cầm chân 1-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở tư thế đá ra ngoài còn khó hơn sút vào khung thành. Chỉ cách khung thành 2m và không có ai kèm, thế nhưng điều không tưởng đã được Sterling biến thành sự thật. Ở tình huống này, bóng bật lên trời, rơi xuống đất và khiến cho tất cả đều tin rằng thủ môn ở đẳng cấp Premier League như Dubravka có thể ôm gọn. Dubravka thì lựa chọn phương thức an toàn hơn là đẩy bóng đi qua sàn ngang hết đường biên. Nhưng anh căng nhịp bị sai và cuối cùng lại thành đẩy bóng vào lưới nhà, trông như một pha bỏ nhỏ trong bóng chuyền. Mo đã phải trải qua cú hat-trick hoàn hảo không hề mong muốn và thuộc diện hy hữu. Ba bàn mang tên cô đều vào lưới nhà.
Phút thứ 5, Sophia Smith tạt từ cánh trái và trong khi đưa chân phải lên ngăn cản, Mo đã khiến cho bóng đổi hướng vào lưới nhà. 90 giây sau, Mo lần thứ 2 phản lưới, bóng chạm đầu của cô khiến thủ môn Erin Naylor không kịp trở tay. Mo hoàn tất hat-trick hy hữu khi để bóng đập trúng chân trái, lăn vào lưới sau đường căng ngang bên phải của Margaret Bush ở phút 36. 4 phút sau đó, Mo đã được rút khỏi sân vì không còn đủ vững vàng tâm lý. Cô đã khóc trên đường rời sân. Thủ môn Brice Mapleur đã biếu không cho đối thủ một bàn thắng theo cách không thể vô duyên hơn. Đồng đội của Mapleur đã khiến cho trái bóng quay ngược vào khung thành đội nhà. Dù cũng rất cố gắng băng về thật nhanh để sửa chữa sai lầm, không thành công. Trong trận đấu với Swansea hồi năm 2015, Hurricane đã có bàn thắng tuyệt đẹp. Đáng tiếc đó lại là cú vung chân vào lưới của Tottenham sau cú đá phạt góc của Swansea. Pha bóng ấy đã khiến cho toàn đội Spurs cảm thấy sững sờ. Lại thêm một cầu thủ bị từ chối bàn thắng nhiều lần trong một trận đấu. Không biết bước chân nào ra đường trước mà xui thế chứ lị. PSG đã có pha phản công nhanh nhưng gặp khó khi Julian Draxler bị bao vây trước hàng thủ dày đặc của đối thủ. Bất ngờ thay, pha phá bóng của hậu vệ Fernando Marcan đã vô tình biến thành pha phối hợp cực đẹp cùng Draxler để phản lưới nhà từ khoảng cách hơn 5m. Chắc chắn đây sẽ là pha xử lý để đời của chàng hậu vệ 30 tuổi. Ngay sau khi ghi bàn cho PSG, anh đã úp mặt xuống sân trong bất lực. Năm ấy, Gerrard trượt chân và bị Dembaba trừng phạt, mở ra thất bại của Liverpool trước Chelsea tại Anfield, qua đó để tuột ngôi đầu vào tay Man City ở Premier League mùa 2013-2014. Có thể nói cú trượt chân của Steven Gerrard đã đi vào điển tích của Premier League cũng như của Liverpool. Ngay trận ra mắt câu lạc bộ Nuremberg, hậu vệ Marcos Antonio đã có hai pha truyền về quá vụng chỉ trong 15 phút, khiến cho thủ môn đội nhà phải vào lưới nhặt bóng và dĩ nhiên anh đã bị thay ra ngay sau đó. Vừa rồi là những cầu thủ có một ngày thi đấu quá đen đủi. Nhớ nhấn like nếu thấy video thú vị nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.